vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền. Để lựa chọn được người đại diện cho mình ở các cơ quan dân cử, mỗi cử tri cần phát huy vai trò của mình trong cuộc bầu cử, cũng là thực hiện quyền và trách nhiệm công dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Quyền bầu cử là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được ghi trong Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được quy định cụ thể trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Nghị quyết của Quốc hội đã ấn định ngày 23 tháng 5 năm 2021 và Chủ nhật sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là ngày hội của toàn dân, ngày người dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp khi tự tay lựa chọn những người thay mặt mình trong hệ thống cơ quan dân cử. Không những vậy, bầu cử còn là quyền rất quan trọng của mỗi công dân Việt Nam. Nếu mỗi người thực hiện quyền này với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chúng ta sẽ có những người đại biểu thực sự xứng đáng, có đức, có tài, vì nước, vì dân. Để tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt cao nhất, trong thời gian qua, Ủy ban bầu cử các địa phương đã phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử cho người dân nắm được và trách nhiệm của mình trong việc bầu cử. Những ngày này là chúng tôi chuẩn bị làm ngư cụ, là chuẩn bị đi ra khơi nè, đến ngày 23 đấy là chúng tôi phải về trước đi một ngày rồi cầm một lá phiếu để đi bầu cử. Tổng số phương tiện ở xã Quang Nham chúng tôi là 256 phương tiện với khoảng 1.700 ngư dân. Chúng tôi lại có 8 cái tàu LL và 4 tàu dân quân biển và các tổ đội sản xuất, thì thông qua cái việc là tuyên truyền cho từng trực tiếp từng thuyền viên, từng các phương tiện, tiếp tục là thông qua các tổ đội này, các đội dân quân này này tuyên truyền trực tiếp cho bà con nhân dân trong cái ngày 23, phải hết sức là tranh thủ về để mà thể hiện cái quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri trong cái việc là bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cấp. Đối với cử tri, việc tham gia bầu cử là quyền lợi nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định, mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và một phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng Nhân dân. Như vậy, cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Luật cũng quy định cụ thể, trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được, thì tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu và thực hiện bầu cử. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Hiện nay là tất cả các cử tri cũng đã được tuyên truyền vận động và chờ đến ngày 23 là cùng với nhân dân, cùng với trong xã và cùng với huyện thì cử tri xã Bình Dương sẽ tập trung đi bầu. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đây là dịp để người dân thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu, trực tiếp lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước. Về quy định trách nhiệm của cử tri, thì mỗi cử tri cần tự giác, tích cực, chủ động tham gia việc bầu cử, nghiên cứu kỹ lưỡng danh sách người tham gia ứng cử để đảm bảo bầu ra người có đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực nhà nước. Tích cực tham gia giới thiệu và nhận xét đối với người ứng cử trong hội nghị cử tri. Cần khắc phục sắp xếp hợp lý công việc ở cơ quan, tại gia đình để tự mình đi bầu cử, tự viết phiếu và bỏ phiếu, không được nhờ người khác bầu thay khi mình có đủ điều kiện để đi bầu. Tuân thủ theo quy định bỏ phiếu, ghi nhớ hướng dẫn của tổ bầu cử, tránh sai sót khi bầu, khắc phục các hiện tượng đại khái qua loa, bầu cho qua chuyện, không xem xét kỹ lưỡng trước khi bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Để đảm bảo quyền của các thương binh, bệnh binh, người cao tuổi, sức khỏe yếu không đi lại được,
các trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng thương bệnh binh đã liên hệ với Ủy ban bầu cử cấp xã để có hòm phiếu phụ cho cử tri bầu cử ngay tại đơn vị. Tôi rất là háo hức và để chờ đến ngày 23 tháng 5 để đi được cầm lá phiếu từ tay mình bỏ vào và chọn những người đủ đức, đủ tài để sau này phục vụ đất nước ngày càng đàng hoàng, tươi đẹp hơn, giống lời Bác Hồ đã dặn chúng ta. Ngoài việc tìm hiểu các quy định về quyền và trách nhiệm của cử tri đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri cần phải tìm hiểu kỹ các quy định về các nhận biết phiếu bầu hợp lệ và phiếu bầu không hợp lệ, nguyên tắc bỏ phiếu để thực hiện bầu cử đúng quy định. Theo quy định của luật bầu cử thì phiếu, quy định phiếu bầu cử thì được quy định trên một mặt của một trang giấy A5, tức là nửa cái tờ A4 gấp đôi và dọc. Trên cái phiếu bầu cử thì ghi rõ là phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc là phiếu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, vân vân. Và trên góc bên trái trên cùng thì có đóng dấu của tờ bầu cử. Và phía bên dưới có ghi rất rõ là người ứng cử là bao nhiêu người và được bầu là bao nhiêu người. Danh sách các ứng cử viên được sắp xếp theo vần ABC. Trong trường hợp trùng tên thì có thể là phải xem xét đến họ và tên đệm để sắp xếp theo đúng vần ABC theo cái quy định của pháp luật. Còn phiếu không hợp lệ, tức là cái loại phiếu không được tổ bầu cử phát ra mà có thêm danh sách, hoặc là đến khi mà bầu cử xong thì gạch không đúng quy định. Quy định của khi bầu cử là phải gạch ngang, gạch đúng hàng, gạch từng tên cả họ và tên. Và đằng này nếu không gạch đúng hàng thì nếu mà khoanh lại hoặc đánh dấu chéo thì cũng không hợp lệ, hoặc là gạch hết cũng không hợp lệ. Việc tổ chức bầu cử năm nay diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Do vậy, cùng với việc chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho bầu cử, các cấp, các ngành, các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn ở các điểm bầu cử. Tại tỉnh Thanh Hóa, được phân bổ bầu 14 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 920 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, 13.272 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Theo ấn định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử các cấp, toàn tỉnh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 259 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, 3.911 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, các huyện, thị, thành phố, các xã trên địa bàn toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các khâu, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và ngành chức năng trong phòng chống dịch, chủ động chuẩn bị về mọi mặt, nhân lực, vật lực, xây dựng phương án và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị trong việc tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với việc mà trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thì huyện đã chỉ đạo các xã trong công tác phòng chống dịch thì tại các khu vực bỏ phiếu. Thì trong trường hợp mà chưa thực hiện giãn cách ấy, thì tại các khu bỏ phiếu thì yêu cầu các xã chuẩn bị cho các tổ bầu cử là máy đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng, dung dịch diệt khuẩn, găng tay y tế, quần áo phòng chống dịch, và chỉ đạo các tổ bầu cử sẽ đo thân nhiệt, rồi sát khuẩn tay trước khi vào phòng bỏ phiếu. Còn đối với những trường hợp mà cử tri mà đang cách ly tại nhà thì các tổ bầu cử phải chuẩn bị hòm phiếu phụ, rồi chuẩn bị các trang vật tư để cho tổ bầu cử đến gia đình, đảm bảo tuyệt đối về quy định về phòng chống dịch. Thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà trong năm 2021. Với sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng với công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, tin tưởng cuộc bầu cử sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội lớn của toàn dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Góc nhìn luật sư. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.